Dạ vâng ạ, hello em Hoàng xin kính chào tới toàn thể các bác trên mọi miền tổ quốc yêu hàng Nhật bãi của Gàng Hoàng Hương. Dạ ngày hôm nay thì bên em đang tập trung để đóng những kiện hàng để gửi hàng cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc về những con bếp ga và những con máy hút ẩm và những sản phẩm hàng bãi nội địa Nhật của các hàng bên em. Thì đây là những con bếp ga mà bên em đang đóng hàng cho các bác, những con bếp ga mặt men và những con cổ phun chức năng cho tất cả bác về những con mặt kính. Thì với sản phẩm này em bao cho bác là bao đẹp rồi về sản phẩm và bao cho bác là bao về chất lượng luôn luôn là hàng đầu của hàng bên em. Như những máy hút ẩm đây ngày hôm nay thì cũng rất là nhiều đơn rồi đấy, những cái kiện hàng của các bác rồi bên em đã có những xe bưu điện và xe các chi nhánh bưu điện nhỏ của họ đã đến lấy hàng. Thì cửa hàng bên em thì hiện tại bây giờ kho cũng rất là nhiều, các bác thợ cũng đã đóng ở trên kho trên cũng ngày buổi chiều hôm nay đã được 30 đơn và hôm nay thì bên cửa hàng ở kho 1 ở dưới nhà em hôm nay là đã có 3 bác đóng hàng thì cũng cho hàng đi rất là nhiều. Thì với những cái sản phẩm hàng bãi nội địa Nhật thì bên em sẽ bao cho bác là bao về chất lượng và bao cho bác là về sản phẩm luôn luôn về cái sản phẩm tốt nhất của cửa hàng bên em, và chúng em chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái sản phẩm mà bên em chào bán cho tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc. Thì những các bác khách đã tin tưởng em Hoàng và đã đặt hàng của bên em thì những con bếp ga đây, trước mắt ở đây là những con bếp ga Zinan và Osaka ga và những con máy hút ẩm rất là nhiều, một dòng máy to, máy Japan của Nhật, máy xuất Âu. Thì cái dòng này thì nó sử dụng điện 220V và công suất watt của nó 348 và đến và 490W, thì dòng máy rất là lớn, hút rất là nhanh. Thì với sản phẩm như bếp ga này thì bên em đang chào bán giá rất là tốt, những con giá 2.400.000 đồng và 2.500.000 đồng, giá rất là tốt cho các bác trên thị trường các bác lựa chọn. Thì với cái sản phẩm mà bên em đang chào bán thì em cũng đã lên và giá review cho các bác rất là nhiều. Đây là những cái sản phẩm mà em rất là đa dạng các mặt hàng, và em sẽ test thử cho bác xem một đơn của bên em. Thì bên em cũng đang chuẩn bị đóng hàng gửi hàng cho tất cả bác trên toàn quốc. Thì trước khi gửi hàng cho tất cả bác thì bên em cũng đã test và kiểm tra rất là cẩn thận cái dòng bếp phun kính và bếp men cho tất cả bác trên toàn quốc. Như rất là nhiều bác khách đã tin tưởng cửa hàng bên em và lựa chọn như cái dòng máy hút ẩm của cửa hàng bên em. Dòng này là dòng xuất Âu, dòng này là sản phẩm này thì bao cho bác là bao zin và bao cho bác là về cái chất lượng của sản phẩm. Thì rất là nhiều cái sản phẩm như bếp âm, bếp dương của bên em thì các bác cũng đã lựa chọn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay em cũng đang cho các bác thợ đóng hàng cho tất cả các bác trên toàn quốc về sản phẩm như bếp kính Zinan có model là S650 và cái dòng bếp men thì Poroma và Rinan. Thì tất cả các dòng này thì bao cho bác là bao đẹp về chất lượng. Thì trước mắt ở đây thì em cũng đây đang trong thời gian đóng hàng thì em cũng đang quay thử cho bác luôn về bác bếp Tokyo ga, phím của nó phím vặn và mặt của nó mặt men rất là đẹp, từ cái họng bếp và từ cái ruột gan của nội thất và nội thất rất là đẹp rồi. Thì những con bếp này em bao cho bác là bao về chất lượng và bao cho bác là bao về độ nét đẹp sắc sảo và cái sản phẩm của bên em. Thì đây là những con bếp Zinan, những bếp Zinan mặt rất là đẹp, mặt men bác em đấy, phím đề và đây là phím vặn. Thì rất là nhiều sản phẩm này, bác nào mà đang muốn sở hữu những dòng bếp chất lượng nhất và hiệu quả nhất của cửa hàng bên em thì trân trọng mời tất cả các bác đăng ký hộ em Hoàng một nút đăng ký kênh ở phía dưới. Có những video mới em sẽ lên sóng, các bác là người đầu tiên để các bác tiếp cận vào cái video của bên em. Thì nhà em thì hiện tại bây giờ cũng đang chào bán rất là tốt với giá trên thị trường. Bên em đang chào bán với giá là 2.400.000 đồng, giá tại cửa hàng bên em chưa bao gồm phí ship, giá rất là tốt cho các bác trên toàn quốc. Vì với dòng hàng này thì con bếp Zinan này thì bên em cũng đang chào bán cực kỳ là tốt cho các bác trên mọi miền tổ quốc. Bếp này bên em là sẽ bảo hành và có những nhân viên phục vụ cho các bác chú đáo về cái sản phẩm mà bên em chào bán. Thì cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng và lựa chọn cái sản phẩm của bên em về cái sản phẩm hàng bãi nội địa Nhật như dòng máy hút ẩm và máy robot lòng nhà. Và đây là những con bếp âm đây các bác này. Đấy, trước mắt đây là những con bếp âm mà bên em cũng đang ra bán này. Giá rất là tốt này. Đấy, những con này là con bếp âm. Chỉ hiển thị cho bác là đồng hồ hiển thị nhiệt độ này. Đấy, nhiệt độ hiển thị này. Và sử dụng bằng phím đề đây các bác này. Đấy, sử dụng bằng phím đề nhá. Rất là sướng luôn. Thì con này thì các bác sử dụng thì các bác sử dụng bằng pin nhé. Đây là pin này, con này là con Osaka ga. Con này là diềm của nó, con này diềm của nó rất là đẹp luôn. Từ mặt của nó là mặt kính nhá. Thì
với chức năng của nó ra đầy đủ luôn các bác, từ cái con cảm, từ cảm biến đến nồi và không cảm biến đến nồi. Khi mà các bác sử dụng con này nấu rất là thích luôn, nấu ở nhiệt độ rất là cao và nấu ngọn lửa rất là xanh, thì giá bán cũng rất là tốt. Em đang bán trên thị trường, giá rất là tốt trên thị trường mà các bác đang tin tưởng và lựa chọn. Thì bác nào mà quan tâm thì liên hệ sớm qua số điện thoại của em Hoàng 0909 999083, em giao hàng cho tất cả bác trên mọi miền tổ quốc, giao tận nơi các bác sử dụng. Thì với cái sản phẩm này bên em sẽ bao là bao chuẩn và bao chất lượng luôn luôn hàng đầu. Thì trước mắt ở đây thì có những sản phẩm như cô bếp men này, năm sản xuất năm 2013, năm 2014, năm 2016, thì rất nhiều. Cái dòng này bếp Proma thì em đang chào bán với giá là 2.400.000 đồng, giá rất là tốt. 2013 con này, Zinan này, đấy con này, cô Zinan phím vặn. Rất là nhiều các bác khách đã tin tưởng và muốn sử dụng cái dòng phím vặn, thì bên em cũng đã vệ sinh cho bác là phím vặn này. Phím vặn và phím đề thì các bác sử dụng ngang nhau, nhưng mà cái dòng phím vặn thì em thấy nó sử dụng rất là sướng. Rồi nói chung về cái phím vặn nó bền bỉ rất là nhiều. Thì những bác nào mà quan tâm thì liên hệ sớm. Đấy. Đấy không nha, các bác liên hệ sớm qua bên em để mua. Số điện thoại của em hoặc là 0909 999083, và các bác cứ kết bạn qua Zalo, em sẽ gửi hình ảnh cái bếp và chụp những cái sản phẩm mà các bác cần, các bác lựa chọn. Và cuối cái những video các bác mới chưa đăng ký kênh YouTube Hàng Nhật Bãi Hoàng Hưng thì trân trọng mời tất cả các bác, những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác đăng ký hộ em Hoàng một nút đăng ký kênh ở phía dưới, để có những cái video mới em sẽ lên sóng và các bác là người đầu tiên là các bác tiếp cận vào cái video của em Hoàng. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau ạ. Xin chào các bác ạ.